Bây giờ là 14 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2016. Xin phép các chị cùng các bạn câu một ca để chương trình chúng tôi được bắt đầu. Để mở màn chương trình, Nguyễn Dũng và Phương Phương xin gửi lời chào đến tất cả các trái tim, các bạn bè thân yêu của mái nhà chung câu lạc bộ tình ca. Vâng, mùa thu luôn là một đề tài rất là nóng bỏng để cho các nhà thơ, các nhạc sĩ sáng tác nên những bài thơ hay, những ca khúc hay. Nói về mùa thu, chúng ta có thể cảm nhận được những làn gió heo may man mác, những thảm lá vàng rơi. Chúng ta không còn nhìn thấy cái nóng bỏng của hoa phượng, không còn nhìn thấy màu tím của hoa bằng lăng. Và mùa thu, chúng ta cảm nhận được hương cốm, chúng ta cảm nhận được đêm hội trăng rằm, cảm nhận được ngày hội tựu trường của các em học sinh. Vâng, hôm nay chúng ta, các hội viên của câu lạc bộ tình ca, cùng theo chân nàng Thu đến với chương trình đại nhạc hội mang tên Thu quyến rũ. Và sau đây thì xin nhường lời cho MC Nguyễn Dũng. Tạm biệt những ngày hè nóng bỏng và một buổi sáng thức giấc thấy bầu trời rất mát mẻ, nắng như vàng hơn và gió như mát hơn, thì đấy chính là mùa thu. Nếu như thiệt thòi rằng nếu một bạn nào đấy đã có một lần ngồi uống cà phê ở đường Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tri Phương hoặc đường Phan Đình Phùng một buổi sáng mùa thu, chúng ta sẽ thấy những chiếc lá vàng rơi như những nốt nhạc xuống mặt đường. Và tuyệt nhất là ban đêm của mùa thu, dắt tay người yêu đi trong mùi hoa sữa nồng nàn như mùi tóc của em, thơm của em, thì các bạn mới cảm nhận được điều đấy. Hôm nay câu lạc bộ tình ca tổ chức cũng đã lâu lắm rồi, từ ngày 12 tháng 4 năm 2015 đến bây giờ là đúng tròn một tháng rưỡi, có nghĩa là 1095 ngày chúng ta lại gặp mặt tại đây. Nguyễn Dũng rất vui mừng nhìn thấy rất là nhiều gương mặt mới của các anh chị, các bạn bè lần đầu tiên đến với câu lạc bộ. Điều đấy chứng tỏ rằng câu lạc bộ đang phát triển rất tốt và ngày càng đông vui hơn. Vâng, mùa thu thì với cái chủ đề thu quyến rũ như ngày hôm nay, nhưng mà Phương thấy ở trong cái khán phòng của Skyview Hoàng Cầu thì tất cả các chị em với những sắc màu sặc sỡ, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu xanh cũng đã rất là quyến rũ ạ. Và bên cạnh đấy là các anh với những bộ trang phục trang nhã và lịch sự. Và sau đây thì xin được trân trọng giới thiệu chủ nhiệm của câu lạc bộ tình ca, đó chính là anh Sơn Vũ, sẽ có một vài lời phát biểu trong chương trình đại nhạc hội ngày hôm nay ạ. Em xin mời anh Sơn Vũ. Một tràng vỗ tay cho chủ nhiệm Sơn Vũ. Xin cảm ơn hai MC. Hôm nay là một cái ngày rất là đẹp, cũng đã hơn 2 tháng rồi MC nhỉ, thì câu lạc bộ chúng ta mới tổ chức offline. Lý do thì nó có nhiều lý do, thế nhưng mà nó thực sự là bây giờ nó có rất là nhiều câu lạc bộ, cho nên ban tổ chức cũng rất áy náy khi mà tổ chức liên tục mỗi tháng một lần thì anh chị em đi cũng rất là ảnh hưởng đến công việc và kinh tế. Thực ra có một tháng có 4-5 cái câu lạc bộ cùng tổ chức offline, cho nên là riêng câu lạc bộ tình ca thì tổ chức 2 tháng một lần để nó giãn ra một chút. Lần đầu tiên là xin được kính chúc sức khỏe của toàn thể các anh chị em và nhiệt liệt chào đón các anh chị em đã về dự đại hội nhạc của câu lạc bộ tình ca ngày hôm nay. Để các bạn không còn phải chờ lâu nữa, thì tiết mục đầu tiên sẽ được ra mắt, là tiết mục và được khai mạc đêm đầu tiên thì chắc chắn sẽ là một người rất đặc biệt. Xin mời MC Phương Phương ạ. Vâng, để mở đầu cho chương trình đại nhạc hội thu quyến rũ thì chúng ta sẽ đến với một gương mặt rất là thân quen với anh chị em ở Skyview Hoàng Cầu, đó chính là anh Lâm Hoàng với ca khúc Qua Ngõ Nhà Em. Nếu các bạn hay xem chương trình VTV6 thì sẽ thấy Lâm Hoàng trong vai một anh chiến sĩ công an hoặc là một anh kiểm lâm, trông rất là điềm đạm, nhưng ở ngoài đời anh thì lại một người rất là yêu người lính, vì thế trang phục của anh lúc nào là một người lính. Và hôm nay anh cũng đồng thời là chủ nhiệm của một câu lạc bộ điện ảnh Thăng Long. Xin mời anh Lâm Hoàng ạ. Vâng, em xin mời anh. Một tràng vỗ tay cho Lâm Hoàng.